Trời ơi, nhà nó đóng là kiểu cũ rồi nhỉ. Rồi bây giờ để đâu à? Còn thấy cái đầu mặt á, ui hơi không biết mặt bộ mình có hay không đây. U giận trên miếng rồi cả nhà. Quê luôn cả nhà ơi. Rồi, Đoàn mến chào cả nhà nha. Đây là Đoàn đây. Thì hôm nay Đoàn tiếp tục đi ruộng ong với cả nhà ơi. Cả nhà mình thấy Đoàn có gì lạ không? Là tại vì đi trong đây hầm quá cả nhà ơi, nên Đoàn đi mình tầng vậy luôn. Cho nó mát cả nhà. Thì hôm nay nãy giờ Đoàn đi sáng giờ đó cả nhà. Thì đến đây Đoàn cũng phát quá. Nãy giờ sáng giờ Đoàn đi thấy cưa bao bốn cây à. Chỉ có một cây su huynh nào cắt cũng chuyên nghiệp lắm cả nhà. Cắt cũng vuốt khéo lắm, quả ổ nó cũng bự đó. Thì tới đây Đoàn phát hiện miệng tổ nằm trên đây nè đó. Nhìn góc trên đó đó cả nhà. Tối nay về chưa lâu cả nhà, chắc tầm 4-5 ngày à, nhưng mà cũng phải bắt nha cả nhà, tại vì anh em ở đây đi càng quá chừng luôn, cứ vài ngày bắt, vài ngày bắt. Rồi Đoàn không bắt đó, Đoàn giờ Đoàn cũng muốn dưỡng ổ, lại ổ thì lớn lắm nè, nhưng mà dưỡng lại rồi thì giọt cũng đâu có tới được rồi. Nên phải bắt luôn cả nhà. Hãy lên con mấy cây gói bà cậu cho coi nhiều mật nhiều ít nha cả nhà. Đó, thì Đoàn đi bắt như vậy, Đoàn ghi hình lại cho gia đình mình xem như vậy đó. Thì cả nhà mình nếu mà thu gì chú bác có muốn mua mật để mà sử dụng mật bên Đoàn để mà chị đi bệnh đó, uống bao tử hay là trị ho phổi đồ này kia đó, đó với mình làm mình ngâm mật với lại bông đu đủ đó cả nhà, thì uống cũng tốt cho sức khỏe nha. Đó, còn thôi thì các ông bà lớn thì mình mua để ở nhà cho ông bà ăn với lại nhân sâm đó cả nhà, thì rất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe nha. Đó, nó nằm cây này nè cả nhà ơi. Giờ Đoàn tên cây này nè, dấu đồng nghiệp loại này cả nhà, quá trường quá đất luôn, tan nát luôn. Nhưng mà cái chiều bên đây á, thì loại đi như vậy thì không có thấy được cái ổ này nha cả nhà. Đó, cái ổ này là đi bên mé bên đây, là hướng bên đây là hoàn toàn không thể thấy được nha. Hồi nãy Đoàn đi cái góc bên mé bên đó đó thì mới nhìn lên thấy được xíu nha, rồi đi lại cái góc rừng xe đây trống á, rồi Đoàn mới quay lại cho cả nhà mình xem đó. Rồi thì bây giờ Đoàn sẽ tiến hành lên cả nhà ơi. Đoàn mời cả nhà cùng với Đoàn mình lên xem thử cái ổ này mật nhiều ít nha. Cái này Đoàn nghĩ chắc chưa, dĩ nó chưa có con cả nhà ơi. Mà mình không bắt người ta cũng bắt à. Đó thì Đoàn giới thiệu mật bên Đoàn thì Đoàn đi lấy vậy đó. Rồi cả nhà mình thôi yêu mến Đoàn á, tin tưởng bên Đoàn thì cứ alo cho Đoàn theo số điện thoại là 090 269 3815 nha cả nhà. Thì số điện thoại đó Đoàn có để ở dưới ở bên góc trái của màn hình đó cả nhà, nó lộn đó, góc trái của màn hình nha cả nhà, đó phía trên góc trái màn hình đó là số điện thoại của Đoàn đó. Thì cả nhà mình có muốn mua để sử dụng thì liên hệ vào số đó nha. Thì bây giờ cũng khá là nhiều anh em loại, thì anh em lấy cũng rất là nhiều cả nhà ơi. Rồi bây giờ Đoàn tiến hành lên nha cả nhà. Ok, let's go cả nhà ơi. Bây giờ Đoàn tiến hành leo lên nha. Đu ba cây lá lên nha cả nhà. Rồi bây giờ để Đoàn tạm dừng nha cả nhà, lên tới ổ Đoàn sẽ ghi hình tiếp cho cả nhà mình xem, bây giờ một tay Đoàn leo không được. Cả nhà thông cảm cho Đoàn nha. Rồi đây cả nhà ơi, thì Đoàn lên tới tổ rồi nè cả nhà, tổ rất là lớn luôn cả nhà, cái này nó dài thăm thẳm luôn. Trời ơi,
Cái này nó đóng là kèo cũ cả nhà ơi. Rồi bây giờ để đoàn à tiến hành thử xem coi có mặt hay không nha cả nhà. Cầu mong cho ông bà cho có mặt cả nhà ơi. Trời ơi leo từ dưới lên mệt. Hết biết rồi. Rồi đoàn ra cả nhà. Đó đoàn leo ra đoàn khui mặt ra rồi. Nó cái nhộng nó chưa có cả nhà. Mới chút xí à. Nhộng con quá nhỏ luôn không biết có ở hay không đây nữa. Mẫu này lớn lắm cả nhà. Đó cái bộ mặt nè. Mặt này chắc tầm nửa lít rồi cả nhà ơi. Mà bây giờ mình không lấy á, thì người khác thôi người ta cũng lấy căn nha cả nhà. Đó cả nhà cũng thông cảm cho đoàn những cái vấn đề này nha. Tại bây giờ vì vậy bây giờ á là quá nhiều anh em quần rồi cả nhà ơi. Để đồng quay bên đây cho cả nhà mình coi. Để đồng ngồi lại mới được. Quá trời gió cả nhà. Đây nè bên đây nè cả nhà. Đây là phủi mấy con ong rồi bớt nha. Đó thì bên đây nè. Không được lắm cái nhà ấy. Nó cục mặt nó không có no, nó không có dài nhưng mà nhà nó no nha cả nhà. Nó no bề ngang đó. Hết biết chưa. Sơ lại bên này cho cả nhà mình coi. Cái cây ngọn nó khó. Thấy rõ bộ mặt chưa? Đây là phấn cả nhà. Cái này cái kèo cũ lúc trước là nằm lúc ngoài đó đó cả nhà. Rồi đó kéo dài trong đây nha. Rồi bây giờ đoàn tiến hành cắt mặt cả nhà ơi. Thì đây cả nhà ơi. Thì đoàn lấy xuống rồi nha cả nhà. Đó thì cái bọc này chắc cục này cũng tầm nửa lít cả nhà ơi. Mặt bữa nay đẹp lại cả nhà. Bữa nay vàng hực màu rất là đẹp luôn nha. Bữa hổm thì nó hơi trắng cả nhà. Đó nhưng mà bữa nay mật vàng rất là đẹp luôn nha. Đó. Vàng kẹo đẹp ghê luôn. Ở đây chắc cục này chắc cũng tầm nửa lít có hơn nữa đó cả nhà, tại vì cái bề mặt nó dày lắm nè. Đó. Rồi bây giờ đoàn sẽ tạm dừng clip cả nhà ơi. Đó thì đoàn đi tiếp, có nữa đoàn sẽ ghi hình lại cho cả nhà mình xem nha. Đó. Rồi bỏ vô túi cả nhà ơi, từ sáng giờ đựng cục vậy đó. Cả nhà ơi, thì đoàn phát hiện phía trên cây bần nó có đóng thêm đường ổ nữa cả nhà. Đó. Nhưng mà ổ này sao đoàn thấy cái đầu nó xẹp quá, nó không được u gì mấy cả nhà ơi. Anh thấy là như là không u luôn á. U dần dần ơi hơi thôi. Không biết là lên là có mặt nhiều hết nha cả nhà. Đó. Sao mùa này mà sao thấy nó xẹp xẹp quá cả nhà ơi. Ông thì đoàn cũng thấy nó có đi ăn đó. Nhưng mà thưa nha cả nhà. Rồi để đoàn tiến hành lên trển thử xem coi cái ổ này mật nhiều ít nha cả nhà. Hơi cái đầu nó ở phía trên nó thì nó nhô nhô hơi thôi nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ để đoàn tiến hành lên thử coi xem coi nó mật nhiều ít nha. Đây cả nhà ơi. Thì đoàn lên tới ổ rồi nè. Bên đây nó cũng khá bự đó cả nhà. Này bự lắm. Còn thấy cái đầu mật u u hơi không biết mật bụng có hay không đây. U giận trên miếng rồi cả nhà. À,
Rồi theo leo cái cây nó mệt, đừng nói tới. Rồi bây giờ để đoàn tiến hành ra coi sao cô có mặt nhiều ít nha cả nhà. Quá mệt rồi. Đây cả nhà ơi, thì đường lên tới ổ rồi nha. Đó, bộ mặt phê lắm cả nhà. Đó, coi vậy mà bộ mặt cũng im lắm nha. Đây nè. Đó, còn quay cho cả nhà mình coi nè. Bộ mặt cũng hết biết đó cả nhà. Mình tưởng nó mặt ít chứ. Cả nhà cũng nhiều lắm cả nhà ơi. Đó. Ổ. Ổ vừa cứng ngày vừa lấy luôn cả nhà ơi. Cán chậm ở đây quay cái đầu mặt qua đây cho cả nhà mình coi ha. Đó. Đó cả nhà. Im chưa? Quá phê luôn cả nhà ơi. May mắn đâu còn sót lại nè. Anh em Hoàng còn sót lại cả nhà ơi. Hết biết rồi. Đã chưa cả nhà? Ổ này khá kinh điển cả nhà ơi. Hải đoàn mới lên tới bay tấp đoàn quá chừng luôn. Tấp đoàn rung tay áo luôn nè. Giờ cầm cái điện thoại quay mà rung nè. Mặt đẹp lắm cả nhà. Vàng nha. Vàng óng ánh luôn. Đẹp lắm. Nhà thấy ok chưa? Rồi, bây giờ đọc tiến hành cắt nha cả nhà. Review cho cả nhà mình coi vậy đó. Rồi à, bây giờ đoàn tiến hành cắt nha. Rất là ok luôn, mặt rất đẹp luôn nha. Vàng hế luôn. Vàng óng ánh luôn. Quá phê. Phê quá cả nhà ơi. Rồi, bây giờ đoàn xin phép tạm dừng để đoàn cắt mặt nha cả nhà. Đó, đoàn đang ở trên cái độ cao như thế này nè. Bận đây bằng cao lắm cả nhà ơi. Rồi, đoàn xin phép tạm dừng nha. Xuống tới chỗ đoàn sẽ khoe thành quả cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà, thì bộ mặt đoàn cắt xong rồi nha cả nhà. Thì chắc cũng tầm lít rưỡi đó cả nhà. Đó, bộ mặt dài. Nhờ nó dài nha cả nhà. Wow, mặt quá đẹp luôn cả nhà ơi. Chám vôi luôn. Mà điều nó chám vôi chưa nhiều nha cả nhà. Đó. Chắc cũng tầm lít rưỡi cả nhà ơi. Rồi, quá ok rồi. Quá ngon. Rồi, bây giờ đoàn xuống. Đoàn leo xuống nha cả nhà. Tạm dừng nha. Xuống tới đất rồi đoàn sẽ quay cho cả nhà mình coi kỹ hơn nha. Rồi. Thì đây cả nhà. Thì đoàn đem xuống tới đất rồi nha. Đó. Một mặt nè. Vàng óng ánh luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà muốn sử dụng mặt bên đoàn á, đó, nếu mà thấy tin tưởng bên đoàn thì muốn sử dụng ủng hộ đoàn á, thì cứ liên hệ cho đoàn theo số điện thoại đoàn để bên góc trái màn hình, ở trên góc trái màn hình đó cả nhà. Đó, số điện thoại của đoàn là 090 269 3815 nha cả nhà. Đó, thì mặt đoàn bắt về sau á thì đoàn để dắt ra để như vậy để bán cho cô dì chú bác mình dùng để trị bệnh nha. Đó, thì cũng như đoàn thường nói vậy thôi. Đó, thì nếu mà cô chú anh chị nào mà có tin tưởng bên đoàn á thì cứ liên hệ cho đoàn nha. Rồi, bây giờ đoàn sẽ bỏ nó vô trong cái vỏ. Có hai bọc để nó bị khi nó lủng đó cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ đoàn sẽ tiến hành đi tiếp cả nhà ơi. Rồi trên đường đi á, nếu mà có ổ nữa thì đoàn sẽ ghi hình lại cho gia đình mình xem nha. Rồi, đoàn tạm dừng. Đây cả nhà ơi, thì hồi nãy đoàn phát hiện được một tổ nhỏ bên kia, thì sư huynh nào cắt á, không có mặt nha cả nhà, nên đoàn không có ghi hình lại, với lại thấy nó nhỏ quá. Qua đây đoàn phát hiện thêm được tổ nữa nè. Tổ này cũng bị sư huynh nào cắt rồi, nhưng mà không biết nó có mặt nhiều lại hay chưa nữa. Thấy dấu cắt này cũng tầm
cũng gần cả tầng rồi cả nhà. Đó. Chú Huynh cắt lần mật đầu quá trời bự luôn cả nhà ơi. Chú Huynh cắt nó dài hết biết dài luôn. Từ ở ngoài nó còn cái mí chứ lằn trắng vô. Rất là dài cả nhà. Chú Huynh này sửa khéo cả nhà ơi. Sửa nhìn cái tổ nhìn đẹp lắm. Rồi. Bây giờ để đoàn tiến hành lên thử coi có mật không nha cả nhà. Cầu mong cho có đi. Giờ đoàn đi sau thì mình gặp được nhiêu mình mót coi có bao nhiêu thì mót ấy bấy nhiêu nha cả nhà. Rồi. Bây giờ đoàn tiến hành lên cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Trời ơi, lên đây cái ổ bự hết biết luôn cả nhà ơi. Biết bị sư huynh nào nẻ. Quá trời cái ổ lớn rồi. Ổ nó dài kinh khủng luôn cả nhà. Ổ lớn lắm, lên đây nó bự kinh khủng luôn. Nè, để con quay qua đây cho cả nhà coi nè. Trời ơi nó bự, nó dài, nó đang kéo dĩ cả nhà. Quá trời lớn luôn. Sư huynh cắt hết biết cái lằn mặt luôn cả nhà thấy không? Hết biết cái lằn mặt luôn rồi. Rồi, bây giờ để đồng lên thử xem có mặt hay không nha cả nhà. Cầu mong cho có đi. Sao thấy xẹp quá. Không có mặt gì cả nhà ơi. Hết biết lớn cái ổ luôn nha. Đó. Có tí xíu hoài vô. Tí à, nên đồng để lại nha cả nhà. Trời ơi, tổ hết biết lớn luôn. Kinh điển bự luôn à. Dài, trời ơi. Lớn lắm cả nhà ơi. Tổ nở con ra nhiều kinh điển luôn. Rồi, bây giờ để đoàn tuột xuống gốc cả nhà. Tại vì nó không có mập nên đoàn để lại nha. Sư huynh cắt hết biết cái lần mật luôn cả nhà. Rồi, đoàn tạm dừng nha. Sư huynh nào cắt cái tổ này á thì comment cho đoàn biết nha. Quá trời ngu đất. Đoàn tưởng đâu có được chút xíu nào mật nào đó. Xị nó lít gì cũng láng ráng leo lên a nha. Nó chạy kèo không được xị mật nữa cả nhà. Nên đoàn bỏ lại chảnh nha. Ổ lớn hết biết luôn. Sư huynh cắt cái dao này coi bộ còn ba lít mấy mật á cả nhà ơi. Rồi sư huynh nào cắt thì vô comment cho đoàn biết nha. Quá khéo rồi. Ủa nước cái cây này bởi vì tay cầm tay làm nhẹ tay cầm quay còn tay gỡ nó hơi khó khăn vậy nè cả nhà. Rồi đồng mời cả nhà dùng với đoàn miếng nước nha cả nhà. Quá trời khát nước rồi. Ôi đã hết luôn rồi. Ngày nay con vợ của đoàn nó rót cho đoàn một chai một lít nha. Loại uống đồ uống nhín đó cả nhà chứ thiếu. Thì bây giờ chắc đoàn sạn lên lấy xe về cả nhà ơi. Tại vì bây giờ đoàn lội hết nổi rồi. Nãy giờ leo thêm hai cây nữa. Hai cây toàn bị sư huynh cắt. Leo lên thấy cũng không có mật nhiều nên bỏ xuống. Leo cho mệt thêm. Rồi để đoàn quay thành quả cho cả nhà mình xem. Coi bữa nay đoàn được nhiêu nha cả nhà. Đồng sách ra đây. Đây cả nhà ơi. Đây cái bọc hồi nãy là cái tổ thứ hai nè cả nhà. Để đồng lấy cái cây chứ chống chống để lên cho nó sạch chút nha. Đó. Tổ này tổ thứ hai nè. Chắc tầm lít rưỡi đó cả nhà. Mật thơm ghê luôn. Cái tổ với lại tổ nào sáng cả nhà ơi. Đó. Tổ này nửa lít nữa. Thì bữa nay đâu được hai bọc vậy nè cả nhà. Quá nặng chịu cái tay là mới được. Thì hai bọc này chắc cũng tầm 2 lít đó cả nhà. Mặt màu nai đẹp kìa cả nhà ơi. Vàng óng ánh luôn nha. Đó. Thì cô dì chú bác nào mà có muốn sử dụng mặt bên đoàn á thì cứ liên hệ cho đoàn nha. Đó thì đoàn lấy làm sao thì đoàn về dắt ra rồi bán cho cái nhà mình như vậy nha. Đó. Cô chú mà muốn mua mật cục á thì đoàn cũng bên đoàn cũng có bán mật cục nha cả nhà. Nhưng mà gia đình mình phải dặn trước. Đó.
thì đoàn mới để lại nha, chứ nếu không thì đoàn về đoàn cũng sẽ dắt ra hết cả nhà, chứ còn đoàn không có để cục như vậy nha. Đó. Qua chừng mặt rồi. Thì cô chú mà muốn tin dùng bên mặt của đoàn á thì cứ liên hệ theo số điện thoại đoàn để ở phía bên trái ở trên trên góc phía trên đó cả nhà. Còn cô chú anh chị nào mà có vô tình lướt qua thì nếu mà thấy yêu mến đoàn á thì hãy cho đoàn một đăng ký để theo dõi kênh của đoàn nha, hãy theo dõi những clip tiếp theo với cho đoàn một like đó. Và anh em đồng nghiệp nào mà có bắt những cái ổ hồi nãy đoàn quay đó cả nhà thì anh em vô comment cho đoàn biết nha. Đó, quá hay anh em ơi. Rồi bây giờ đoàn tạm dừng, đoàn chào tạm biệt cả nhà mình nha, hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Bây giờ đoàn bye bye cả nhà. Rồi.